Trong thế giới bóng đá, hầu như không có cầu thủ nào có tên trùng với một nhân vật siêu anh hùng, trừ một anh chàng tiền đạo to con của đội tuyển Brazil. Có thể bạn biết khá nhiều thông tin về những cầu thủ lừng danh xứ Samba như Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho, Robinho, v.v. Nhưng ít ai để ý đến tiền đạo này. Vậy hôm nay, hãy cùng bongda.com.vn điểm qua 5 điều thú vị về tiền đạo có cái tên rất đặc biệt này nhé. Hook. Vị trí số 5, cầu thủ đầu tiên và duy nhất cho đến nay lấy tên của một siêu anh hùng. Nhân vật người khổng lồ xanh Hulk của hãng Marvel vốn đã rất nổi tiếng trên khắp thế giới. Hulk có tên thật là Bruce Banner, là một tiến sĩ vật lý bị nhiễm phóng xạ gamma và trở thành người khổng lồ xanh trong một thí nghiệm. Hãng Marvel đã chọn tên Hulk để đặt cho nhân vật này. Anh cũng là một trong những nhân vật siêu anh hùng được yêu thích bậc nhất trong vũ trụ điện ảnh MCU. Và các fan của Marvel đang chờ đợi sự trở lại của anh trong Thor Ragnarok sẽ chính thức ra rạp vào cuối năm nay. Không nằm ngoài danh sách các fan của người khổng lồ xanh, cầu thủ sinh ngày 25 tháng 7 năm 1986 tại Campina Grande, Brazil có một cái tên rất dài và khó nhớ. Givanildo Vieira de Souza. Khi còn bé, anh và cha của mình đã mê mệt nhân vật xuyên hùng của hãng Marvel, nên thay vì chọn cái tên Givanildo khi thi đấu, người cha đã quyết định chọn tên Hulk để đặt cho con trai. Và cái tên này đã gắn liền với anh từ khi còn là một cầu thủ futsal cho đến cầu thủ nghiệp dư và đến lúc lên chuyên nghiệp. Một cái tên ý nghĩa, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ. Và để xứng với cái tên, cầu thủ này đã siêng năng chăm chỉ luyện tập để có được thân hình vạm vỡ và đô con giống như Hulk. Body của cầu thủ này cũng đã mang lại những lợi thế cực lớn cho anh trong khi thi đấu. Vị trí số 4, anh từng là vua phá lưới tại giải hạng nhì Nhật Bản. Hulk khác với hầu hết những cầu thủ thành danh khác ở quê nhà Brazil, đa số họ tỏa sáng ở quê nhà rồi nhảy tàu vượt Đại Tây Dương sang châu Âu chơi bóng với ước mơ sẽ vươn đến tầm thế giới. Hulk cũng chơi bóng khá ấn tượng thời tuổi trẻ khi mới lập nghiệp. Tuy nhiên anh lại chọn châu Á để làm tiền đề trong sự nghiệp của mình trong tương lai. Ngày đầu sang Nhật Bản, Hulk chơi cho Kawasaki Frontale theo một bản hợp đồng cho mượn. Mặc dù sau đó được mua đứt, nhưng anh lại được đem đi cho mượn đến Consadole Sapporo, một đội bóng hạng 2. Tại đó anh chơi suốt trong mùa 2006 ghi được 25 bàn thắng. Đến năm 2007, Hulk lại được cho mượn đến một đội bóng hạng 2 khác, đó là Tokyo Verdy. Mùa bóng đó anh ghi được 37 bàn thắng sau 42 trận trở thành vua phá lưới tại J-League 2. Sau hơn 3 năm lang bạc ở đất nước mặt trời mọc, anh quyết định đến châu Âu khoác áo Porto vào năm 2008 và đó cũng là dấu son đưa sự nghiệp của cầu thủ này đi lên rất nhanh. Vị trí số 3 là cầu thủ nước ngoài đầu tiên trở thành một đại sứ thương hiệu tại Nhật Bản. Chúng ta đều biết những hãng thể thao lớn trên thế giới đều có những gương mặt đại diện xứng tầm. Nike thì chọn Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney v.v. Hãng thể thao khổng lồ của nước Đức, Adidas thì chọn Lionel Messi, Gareth Bale, Suarez v.v. Puma thì chọn Aguero, Antoine Griezmann v.v. Under Armour thì chọn Memphis Depay. Còn Hulk chính là đại diện nước ngoài đầu tiên của hãng thể thao lớn nhất và danh tiếng nhất Nhật Bản, Mizuno. Cũng dễ hiểu thôi vì anh đã có đến 3 năm chơi bóng tại Nhật Bản. Hulk bắt đầu mang giày Mizuno Morelia, một trong những đôi giày bóng đá nhẹ nhất thế giới của hãng thể thao Nhật Bản từ khi còn thi đấu cho Tokyo Verdy vào năm 2007. Và anh đã chung thủy với dòng giày này suốt gần 10 năm nay. Rất nhiều những ngôi sao bóng đá hàng đầu Nhật Bản đã tin tưởng chọn giày của Mizuno và trở thành gương mặt thương hiệu. Rất nhiều những ngôi sao bóng đá hàng đầu Nhật Bản đã tin tưởng chọn giày Mizuno và trở thành gương mặt thương hiệu của hãng như Keisuke Honda, Shinji Okazaki hay Yoshida Maya. Tuy nhiên, trước khi cả thế giới biết đến những cái tên này thì Hulk đã là the face của hãng thể thao danh tiếng nhất Á Châu. Những đôi giày nhẹ trong khi thi đấu cực kỳ quan trọng bởi vì nó sẽ khiến cho công việc của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Nhẹ nhưng cực kỳ thoải mái, đó chính là lợi thế của dòng giày này. Tôi cảm thấy may mắn khi được mang những đôi Mizuno trong một khoảng thời gian dài. Tôi thích Mizuno vì giày nhẹ và mềm, màng đá sướng lắm.
Vị trí số 2 khiến thủ môn đối phương bị thương với một bàn thắng. Với nền tảng tập gym và trước đó anh cũng từng là một cầu thủ futsal, nên nhìn body của Hook thì cũng đủ biết lực sút của anh khủng đến mức nào. Và trong những pha sút phạt, cầu thủ này chỉ cần sút bóng đi thật thẳng và thật mạnh khiến thủ môn đối phương không thể bắt được. Chiêu bóng không hề đi lạng và hiểm hóc như những cú đá của Ronaldo, Carlos, Messi hay Beckham. Trong video này, Porto đối đầu với Shakhtar Donetsk tại Champions League và đối thủ đã phải nhận một bàn thua đặc trưng đến từ tiền đạo người Brazil. Dù đã chạm tay vào bóng nhưng trong tình huống này, thủ môn của Donetsk vẫn không thể cản phá và anh đã bị trật ngón tay sau đó. Cú đá này có tốc độ lên đến 108 km/h và trong suốt sự nghiệp, những cú đá có vận tốc trên 100 km/h là chuyện như cơm bữa với Hook. Сезоне 13-14. Михаил Киржаков последний рубеж. Vị trí số 1, một câu chuyện buồn sau khoảng thời gian thành công tại Porto. Trước khi đến FC Porto, ước mơ của Hook là được mặc chiếc áo xanh thành London của Chelsea. Nhưng Porto đã nhanh tay hơn, mời gọi Hook với một mức lương khủng nên anh đã đồng ý đến Bồ Đào Nha. Anh là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ này, giúp đội bóng giành 4 chiếc vô địch Bồ Đào Nha, 3 cúp quốc gia, 4 siêu cúp và 1 Europa League. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Porto trong 2 năm liên tiếp 2011 và 2012. Sau đó, Chelsea đã mang huấn luyện viên André Villas-Boas ra đi. Atletico Madrid thì mang Radamel Falcao đi. Hook đã rất buồn. Anh cảm thấy cô đơn tại câu lạc bộ khi chỉ còn mỗi mình ở lại. Nhưng không để những chuyện đó tác động, Hook vẫn ở lại và tiếp tục cống hiến hết mình cho Porto vì anh biết mình phải có trách nhiệm với câu lạc bộ đã trả tiền cho mình. Tại Porto, anh đã chọn áo số 12 vì những cổ động viên. Ai cũng biết trong bóng đá những cổ động viên luôn được xem là cầu thủ thứ 12, nên Hook đã chọn số áo này vì sự ủng hộ và tình cảm của các fan dành cho anh. Biệt danh H12 cũng đã gắn liền với Hook trong suốt khoảng thời gian anh chơi cho Porto. Với số tiền kiếm được tại Bồ Đào Nha, anh đã gửi về quê nhà Campina Grande để xây dựng một biệt thự khang trang. Trước mùa giải cuối cùng tại Porto, anh đã viết một tâm thư gửi lên chủ tịch Pinto da Costa với mong muốn ra đi. Nhưng cuối cùng anh phải ở lại thêm một mùa nữa vì món nợ giang hồ với vị chủ tịch này. Tháng 8 năm 2010 tại quê nhà, cô cháu gái mà Hook yêu thương nhất nhà đã ngã xuống hồ bơi và chết đuối. Anh đã rất đau khổ vì chủ tịch da Costa đã cùng với Hook bay về Brazil để dự tang lễ. Và ông này đã ở lại nhà Hook trong suốt khoảng thời gian đó. Và kể cả sau khi hai người cùng bay về Bồ Đào Nha, ông cũng rất hay thăm hỏi, quan tâm, an ủi giúp anh vượt qua nỗi đau tinh thần. Chính vì món nợ ân tình này mà Hook đã ở lại Porto thêm một mùa nữa trước khi đến Nga chơi cho Zenit. Cũng từ sau cái chết thương tâm của cô cháu gái mà cho đến nay, mỗi khi ghi bàn thắng, Hook đều ngước mặt và chỉ tay lên trời để dành tặng những bàn thắng này cho cô bé. И, конечно, пишите свои варианты в комментариях. Мы обязательно все отправим Халку. Còn điều gì thú vị mà bạn biết về anh chàng cầu thủ đặc biệt này? Hãy comment bên dưới video. Nếu thích Hook, các bạn có thể bấm like hoặc subscribe để xem thêm nhiều video khác của bongda.com.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Còn điều gì thú vị về bóng đá mà bạn biết, hãy gửi về cho chúng mình qua địa chỉ bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ bóng đá nữa. Without football, my life is worth nothing. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo trên bongda.com.vn nhé.